Húng Bạc Hà hay còn gọi là rau húng, rau thơm, là một trong những loại rau gia vị rất quen thuộc và khá phổ biến trong bữa ăn của nhiều gia đình người Việt. Với mùi thơm và hương vị đặc trưng, hấp dẫn, rau húng Bạc Hà được sử dụng trong khá nhiều món ăn, từ ăn sống cùng với các loại rau khác, đến việc được sử dụng như một loại nguyên liệu trong các món xào hoặc canh chua. Với các vitamin và khoáng chất có trong mình, rau húng Bạc Hà rất có lợi cho sức khỏe của người sử dụng. Tuy nhiên, loại rau này cũng có những hạn chế riêng, nên người tiêu dùng cần cẩn trọng hơn trong khi sử dụng cũng như chế biến. Rau húng Bạc Hà có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới. Cây Bạc Hà có tên khoa học là Mentha arvensis thuộc họ hoa môi, được trồng ở nhiều địa phương trên nước ta. Cho đến nay, rau húng Bạc Hà rất được ưa chuộng với những tác dụng tuyệt vời của nó. Ngoài việc được sử dụng trong các món ăn, húng Bạc Hà còn được dùng như một loại thảo dược để chữa bệnh và làm đẹp. Vì trong lá Bạc Hà có rất nhiều chất tự nhiên, giàu mangan, vitamin A và vitamin C. Nó cũng là một nguồn rất lớn, cung cấp chất xơ, folate, sắt, vitamin B2, kali và đồng. Cái rau Bạc Hà hay còn gọi là rau húng ấy, chúng ta vẫn mua để ăn kèm với rau xà lách, ăn sống hàng ngày, không phải hàng ngày, nhưng mà nếu như khi chúng ta ăn rau sống thì có thể chúng ta sẽ mua cái rau này. Thì cái rau Bạc Hà hay là rau thơm hay là với một số loại rau ăn sống khác thì nó có một cái ưu điểm là cái thành phần vitamin của nó rất là khá đấy, cao hơn rau thông thường, có những loại cao hơn rau thông thường. Thì nó cũng nằm trong những cái nhóm rau gia vị này, thì là cái ý nghĩa của nó là cho khẩu phần chất xơ này, và đặc biệt là các vitamin và các chất khoáng. Và đương nhiên rau mà không phải nấu chế biến nhiệt thì nó còn giá trị dinh dưỡng của nó là các chất dinh dưỡng, đặc biệt các vitamin rất là cao. Cho nên cũng sau khi chúng ta ăn rau sống vào, cảm thấy người nó cũng rất là thấy thoải mái, khoan khoái. Đặc biệt là menthol là thành phần chủ yếu trong tinh dầu của húng Bạc Hà, có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa và chữa trị các bệnh đường ruột, chữa các bệnh cảm sốt, giúp long đờm, giảm căng thẳng và mất ngủ, và giúp lưu thông máu, làm tinh thần sảng khoái. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu còn cho thấy tinh dầu có trong húng Bạc Hà có tác dụng rất tốt đối với hội chứng ruột kích thích, với các triệu chứng như đau bụng, táo bón, xoa dịu cảm giác ngứa tạm thời gây ra bởi vết côn trùng cắn, viêm da tràm và các vết thương khác. Các loại nước uống có sử dụng húng Bạc Hà cũng có thể dùng như nước súc miệng cho trẻ bị nấm trong miệng, hoặc làm giảm bớt cảm giác buồn nôn cho các bà bầu. Rau Bạc Hà thì chúng ta thấy đây là một loại, một cái rau gia vị của Việt Nam, và chúng ta thấy trong rau Bạc Hà đấy thì có cái lợi điểm đó là rất là giàu các cái chất gọi là chống oxy hóa hay chất hóa thực vật đấy, rất giàu trong rau Bạc Hà. Và rau Bạc Hà cũng giàu gọi là các cái kháng sinh thực vật, do đó mà khi sử dụng thì chúng ta thấy rằng sẽ giúp nâng cao miễn dịch, rồi tăng cường sức khỏe, nhất là những người mà ví dụ như là bị cảm cúm, hoặc là sức khỏe những cái đợt cảm, chúng ta có thể dùng để đưa vào bữa ăn, thì nó cũng giúp để cải thiện, nâng cao sức khỏe giống như các rau gia vị khác của Việt Nam.
Như vậy có thể thấy, ngoài hương vị hấp dẫn, húng bạc hà còn có tác dụng trong việc tăng cường sức khỏe cho người sử dụng. Những chất có trong rau húng bạc hà còn có tác dụng làm giảm cholesterol, chống ung thư và tăng cường hệ thống miễn dịch. Đặc biệt, axit caffeic có trong húng bạc hà còn có tác dụng chống lại ung thư cổ tử cung. Một số hợp chất trong rau húng bạc hà còn có tác dụng bảo vệ gan, chống lại căng thẳng, oxy hóa gan. Các chất được chiết xuất từ lá húng bạc hà còn có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu. Theo một số nghiên cứu, những người thường xuyên ăn rau húng bạc hà sẽ giảm 17% tình trạng giảm đường huyết lúc đói và giảm 7% lượng đường trong máu sau bữa ăn. Đặc tính chống vi khuẩn của rau húng bạc hà rất hữu ích trong việc ngăn ngừa các bệnh truyền qua thực phẩm. 50 hợp chất được phân lập từ lá và thân cây húng bạc hà có thể chống lại một loại vi khuẩn gây bệnh như Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi. Ngoài các công dụng trên, các loại rau húng nói chung và rau húng bạc hà nói riêng còn có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào cơ tim, chống lại các thiệt hại do oxy hóa. Tinh dầu trong rau húng đã được thử nghiệm có thể hòa tan trong nước và có lợi cho các hoạt động sinh học bên trong cơ thể. Với những tác dụng trên, từ lâu nhân dân ta đã sử dụng rau bạc hà như một loại gia vị hay nguyên liệu cho các món ăn, vừa được sử dụng như một loại thảo dược có tác dụng phòng và chữa một số bệnh tật. Với hương vị đặc trưng giúp món ăn ngon hơn, từ lâu rau húng bạc hà đã được sử dụng rất phổ biến trong các bữa ăn của nhân dân ta. Trong đó, canh chua thịt hoặc cá nấu cùng lá bạc hà là một trong những món ăn rất quen thuộc, dễ chế biến và phù hợp với khẩu vị của rất nhiều người. Cái cách chế biến món canh chua thịt nấu rau bạc hà thì nó rất là đơn giản và thông dụng. Gia đình nhà mình ai có thể nấu được cái cách mình nêm gia vị làm sao nó vừa chua ngọt là được. Tức là mình nó có nguyên liệu, nó có dứa, thịt vai xay và cà chua và hành tím. Có thể là mình phi hành tím xào nát cà chua, sau đó mình cho thịt vào đảo, cho ngấm gia vị, xong bắt đầu mình đổ nước vào đun và nêm gia vị và chỉnh thêm tí me. Ai có thể thích ăn me cũng được, mà thích ăn sấu cũng được. Nó rất là tốt, nó mất rất là mát cho cái trời nóng như là chuẩn bị đến mùa hè rồi. Tuy nhiên, món ăn này lại có những thành phần không tốt cho người sử dụng.
đặc biệt là những người đang bị gút. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạc hà, gia vị trong món canh chua là món ăn làm tăng axit uric trong máu. Axit uric là một loại phế phẩm từ chuỗi phản ứng thoái biến chất đạm thuộc nhóm purin. Nếu không được bài tiết kịp thời và đúng mức, chất này sẽ kết tủa trong khớp, trên đường tiết niệu, dưới da, gây nên tình trạng đau nhức cho bệnh nhân bị gút. Mới đây, theo một số nghiên cứu, những người có thói quen ăn canh chua nhưng là canh chua măng, canh chua nấu xấu hoặc me thì tỷ lệ tăng axit uric trong máu rất thấp. Trong khi đó, những người thường có món canh chua bạc hà trong bữa ăn đều có hàm lượng axit uric cao hơn nhóm ít ăn món này. Như vậy có thể thấy, tuy chưa có những kết luận rõ ràng, nhưng món ăn này không tốt cho những bệnh nhân đang bị gút. Bên cạnh đó, do là loại rau ăn sống nên không phải ai cũng có thể sử dụng được loại rau này. Nói chung là những cái loại rau nói chung hoặc là rau thơm ấy mà, thì với những người nào mà có chống chỉ định là không ăn được nhiều rau ấy, thì hoặc là những bệnh nhân đang bị rối loạn tiêu hóa thì không thể cho ăn rau sống được, hoặc là cái khả năng tiêu hóa nó kém thì phải nấu mềm hơn, hay là những cái bé mà đang bắt đầu mà tập ăn dặm ấy hay là ăn bổ sung ấy mà mình cho rau vào thì mình thì không nên cho rau sống, bởi vì phải đun chín, bởi vì khả năng cái sức đề kháng của bé nó nhỏ, còn nhỏ và nó yếu hơn người trưởng thành thì chúng ta cũng không thể cho ăn những cái loại rau sống này được. Hoặc là những cái người mà các cụ mà già quá mà cái nhu động ruột nó kém ấy thì cũng không thể ăn nhiều rau được, bởi vì ăn nhiều rau nó có thể gây nên tắc ruột. Tuy là loại rau giàu vitamin và khoáng chất, nhưng khi sử dụng, người tiêu dùng cần đặc biệt chú ý trong việc lựa chọn và sơ chế để tránh làm mất chất dinh dưỡng, cũng như hạn chế được lượng hóa chất có thể tồn dư trong húng bạc hà. Thì chúng ta ăn sống thì chúng ta cũng phải là lưu ý làm sao để không bị đau bụng sau khi ăn sống, là chúng ta phải xối dưới vòi nước, là xối dưới vòi nước này, sau đó lại phải ngâm nước vào cái chậu thật to để nó có thể nó hòa bớt được một số những cái nồng độ hóa chất nào, vì từ cái nồng độ cao của rau chúng ta hòa càng nhiều nước thì có thể nó sẽ hòa tan bớt đi được cái nồng độ hóa chất, thì ăn như thế nó an toàn hơn.